Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, do tàn dư của bão số 11, đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng mưa theo giờ cao nhất trong vòng 140 năm, gây ra tình trạng lũ lụt diện rộng, nhấn chìm các tuyến phố, trung tâm mua sắm và ga tàu điện ngầm. Trước tình hình trên, chính quyền Hồng Kông đã phải đóng cửa trường học và yêu cầu công nhân ở nhà. Mưa lớn khủng khiếp, đường phố Hồng Kông chìm trong biển nước. Đài Thiên văn Hồng Kông thông báo ghi nhận lượng mưa lớn chưa từng thấy trong gần 140 năm qua, khi mưa liên tục trút xuống đặc khu này kể từ đêm ngày thứ Năm tuần trước do tàn dư của bão số 11. Sáng sớm ngày thứ Sáu, chính quyền Hồng Kông thông báo cho các trường học nghỉ cả ngày vì điều kiện khắc nghiệt do lũ lụt trên diện rộng và gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người sử dụng lao động tham khảo cách bố trí công việc theo tín hiệu bão số 8, ưu tiên đảm bảo an toàn cho người lao động. Khoảng 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, Hồng Kông ghi nhận gió giật mạnh khoảng 80 km/h ở bãi biển Trang Châu. Đài Thiên văn Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa đen vào lúc 11 giờ 05 phút đêm ngày thứ Năm, có hiệu lực kéo dài hơn 6 tiếng rưỡi, là tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đen liên tục dài nhất được ghi nhận vượt kỷ lục năm 1999. Thời điểm ghi nhận tín hiệu cảnh báo đen kéo dài từ 5 giờ 47 phút. Từ 18 giờ đến 24 giờ đêm ngày thứ Năm tại Hồng Kông, hầu hết các khu vực ghi nhận lượng mưa trên 70 mm. Trong đó, ở khu vực đảo Cửu Long, khu vực Đông Bắc Tân Giới và đảo Hồng Kông có lượng mưa hơn 200 mm. Lượng mưa 158,1 mm/h được ghi nhận tại trụ sở Đài Thiên văn từ 23 giờ đến 24 giờ đêm ngày thứ Năm, là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1884. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra ở nhiều khu vực, trong đó dòng nước đổ vào nhiều ga tàu điện dẫn đến dừng hoạt động. Nhiều tuyến xe buýt cũng buộc phải ngừng hoạt động do tình trạng ngập lụt. Tính đến sáng ngày thứ Sáu, cơ quan dịch vụ thoát nước xác nhận hơn 10 nơi ngập úng. 40 đội cứu hộ khẩn cấp thuộc cơ quan dịch vụ thoát nước và cục đường cao tốc đã đến các khu vực liên quan xử lý các trường hợp ngập lụt. Đêm ngày thứ Năm, có 12 trung tâm tạm trú được mở để người dân có thể có nơi trú ẩn an toàn. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường phố, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc biến thành dòng nước lũ, nhiều ô tô chìm trong nước. Một đoạn video khác cho thấy các công nhân đường sắt lội nước sâu đến thắt lưng trong một nhà ga khi họ cố gắng ngăn dòng nước chảy xuống từ mặt đường. Trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu bày tỏ lo ngại về tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở hầu hết các khu vực tại Hồng Kông, đồng thời chỉ thị tất cả các cơ quan liên quan ứng phó bằng nỗ lực toàn lực. Mạng lưới đường sắt Hồng Kông đã buộc phải tạm dừng hoạt động một tuyến chính, trong khi các tuyến khác đang hoạt động gián đoạn vì mưa lớn. Điều kiện khắc nghiệt khiến người dân bất ngờ và xảy ra chỉ vài ngày sau khi Hồng Kông hứng chịu cơn bão mạnh nhất trong 5 năm. Bão số 9 ban đầu là siêu bão đã suy yếu tương đương bão cấp 2 khi đổ bộ vào Hồng Kông vào cuối tuần trước, nhưng vẫn đủ mạnh để khiến chính quyền yêu cầu ngừng các hoạt động ngoài trời và khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Chính phủ cho biết 86 người bị thương do cơn bão. Trận lụt hôm ngày thứ Sáu một lần nữa gây ra sự gián đoạn giao thông và kinh doanh trên diện rộng khắp trung tâm tài chính. Thị trường chứng khoán hủy bỏ giao dịch buổi sáng và tất cả các trường học đều đóng cửa trong ngày. Stuart Haverick, một giáo sư và là cư dân Hồng Kông, đã buộc phải qua đêm trong ô tô của mình sau khi bị mắc kẹt khi đang lái xe về nhà vào cuối ngày thứ Năm. Ông cho biết những con đường ngập nước không thể đi qua được. Có thời điểm nước tràn qua mui xe và tôi nghĩ nó sắp làm ngập động cơ. Ông cho biết một số ô tô khác cũng bị ngập tương tự và đang nổi gần đó. Ông tìm cách đỗ xe ở một nơi an toàn nhưng không có lối thoát, khiến bản thân bị mắc kẹt cho đến rạng sáng. Khi cố gắng lái xe về nhà 9 giờ sau đó, con đường đầy đá do lở đất, cây cối, ô tô bị bỏ ngoài đường. Theo cơ quan quản lý Bệnh viện Hồng Kông, 119 người đã bị thương do trận mưa như trút nước, 4 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng. Bão số 11 gây lũ lụt nghiêm trọng hơn bão số 5 ở Trung Quốc. Thưa quý vị, không chỉ nhấn chìm Hồng Kông, hoàn lưu của bão số 11 còn gây mưa lớn và ngập úng, khiến các thành phố ở miền Đông Nam Trung Quốc phải tạm dừng các tuyến giao thông, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục nghìn người. Cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Đông Nam Trung Quốc hôm ngày thứ Ba và gây thiệt hại kinh tế khoảng 691 triệu đô. Cơn bão tiếp tục di chuyển về phía Tây đến tỉnh Quảng Đông ngày thứ Năm, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
hoàn lưu của bão khiến nhiều khu vực hứng chịu mưa lớn kỷ lục. Cục Thời tiết Thâm Quyến cho biết, trong vòng 24 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, một trạm giám sát ở quận Luhu đã đo được lượng mưa kỷ lục 526,3mm. Với cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống 4 cấp được áp dụng vào ngày thứ Sáu, chính quyền thành phố Thâm Quyến cảnh báo người dân ở nhà nhiều nhất có thể và tìm kiếm viện trợ chính thức nếu cần. Một số quận ở Thâm Quyến đã đóng cửa văn phòng, trong khi tất cả trường học đều đóng cửa và một số ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Tại quận Long Gang, 151 nơi trú ẩn khẩn cấp được mở cho người dân, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lũ lụt xung quanh khu vực Yongsincheng, khu vực phức tạp thương mại thịnh vượng nhất quận. Jinny, một người phụ nữ sống gần khu phức hợp thương mại trên cho biết, khi cô đi làm về vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày thứ Năm, đường phố ngập nước và các phương tiện di chuyển chậm chạp. Trong đoạn video Jin gửi cho SCMP, có thể thấy các phương tiện đang đi qua vùng nước sâu đến mắt cá chân, tạo ra sóng trên mặt đường. Cô nói, suốt đêm tôi nghe thấy tiếng xe cứu hỏa đi cứu hộ trong khu vực. Jin cho biết mưa đã tạnh ở Long Gang sáng ngày thứ Sáu và nước lũ đã rút. Nhưng một số bạn bè của cô ở quận Luhu gần đó đã bị mất điện, nước và họ đã cân nhắc việc tích trữ thực phẩm. Đến chiều cùng ngày, tất cả các chuyến bay tại sân bay quốc tế Bảo An ở Thâm Quyến đã hoạt động bình thường, nhưng một số dịch vụ đường sắt vẫn bị tạm dừng. Các nút giao thông quận Liantang và Wen Jindu vẫn chưa thể lưu thông vì ngập lụt. Seong Yang, cựu kỹ sư xử lý nước ở Thâm Quyến cho biết, thành phố này thường xuyên bị ngập lụt trước năm 2000 và ông đã tham gia nhiều thiết kế toàn thành phố để giúp giải quyết vấn đề này. Seong cho rằng, giới chức địa phương cần đưa ra những dự báo về thời tiết cực đoan từ sớm để chuẩn bị tốt hơn. Ông nói, việc xả nước hồ chứa chỉ được thông báo gấp gáp. Điều đó có nghĩa là không có đủ thời gian để gửi cảnh báo và thiếu dữ liệu dự báo. Điều này cần được quan tâm và cải thiện, đặc biệt khi thời tiết cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn trên toàn cầu. Các quan chức thời tiết cho biết mưa dữ dội ở Phúc Châu đã phá kỷ lục về lượng mưa lớn trong 12 năm qua ở thành phố này, vượt lượng mưa do bão số 5 hồi tháng 7, khiến 49 hồ chứa vượt quá giới hạn mưa lũ. Mưa lớn dữ dội buộc một số khu vực phải tạm ngừng các dịch vụ tàu điện ngầm, đóng cửa trường học và di rời hàng chục nghìn người đến nơi an toàn. Giới chức Phúc Châu đã ra cảnh báo màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống gồm 4 cấp và kêu gọi người dân và khách du lịch ở trong nhà, trừ khi thực sự cần thiết phải ra ngoài. Theo Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc Nan Chang, các dịch vụ tàu chở khách bị đình chỉ, bao gồm hàng trăm chuyến hoạt động từ ga Phúc Châu và ga Nam Phúc Châu. Cơ quan đường sắt cho biết, hành khách có thể được hoàn tiền vé trong một tháng. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại. Và gần 4.195 hecta đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại tới 552 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 75 triệu đô. Nước lũ tràn xuống các đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam, cuốn trôi xe máy, đồ đạc, thùng rác. Các phương tiện truyền thông đăng tải hình ảnh cho thấy ô tô bị nhấn chìm trong nước, đường phố biến thành sông, thậm chí có người bơi trong nước lũ, các cửa hàng và căn hộ bị bỏ hoang, các vụ lở đất tồi tệ. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo, khu vực Tây Nam và trung tâm tỉnh Quảng Đông của nước này tiếp tục có mưa lớn đến ngày thứ Bảy, đồng thời khuyến cáo các chính quyền địa phương chuẩn bị phương án ứng phó với bão, các cơ quan quản lý giao thông điều tiết giao thông phù hợp trên các đoạn đường có mưa lớn và ngập úng. Cơ quan này đề xuất ngắt các nguồn cung cấp điện ngoài trời tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn cao, khuyến cáo người dân ở khu vực nguy hiểm di rời đến nơi an toàn. Ngoài ra, cần kiểm tra hệ thống thoát nước của các thành phố, đất nông nghiệp, ao nuôi và thực hiện các biện pháp thoát nước cần thiết. Thưa quý vị, hiện chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để ứng phó với mưa bão, ngập lụt, cũng như là công bố chính sách hỗ trợ tiền nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn do thời tiết mưa bão cực đoan, đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả sau bão để đảm bảo người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng có thể nhanh chóng trở về với cuộc sống bình thường. Thưa quý vị, lượng mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc trong tuần qua đã gây ra lũ lụt trên diện rộng. Truyền thông nhà nước đưa tin, tại một tỉnh, lũ lụt làm vỡ đê, khiến ít nhất gần 80 người thiệt mạng. Theo báo cáo chính thức mới nhất vào hôm Chủ nhật vừa qua, số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc đã tăng lên 130 người. Tin tức từ Bắc Kinh đưa tin, số người chết ở thành phố công nghiệp Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tăng mạnh vào ngày thứ Bảy. Một đêm khuya cách đây vài ngày, một bức tường nước ập vào một ngôi làng mà không hề báo trước. Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương đưa tin trên tài khoản mạng xã hội chính thức của mình rằng, ngoài 29 người được xác nhận đã chết, 16 người khác đang mất tích ở Hình Đài. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức đưa tin rằng huyện Jingxing,
thuộc thẩm quyền của Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh, đã nhận được nhiều lượng mưa vào hôm thứ Ba và thứ Tư hơn cả năm ngoái. Lũ lụt đã giết chết 32 người và khiến hơn 40 người mất tích. Ở cả hai nơi, phải mất vài ngày chính quyền địa phương mới công bố con số thiệt hại và thương vong. Tin tức về những cái chết lần đầu tiên được báo cáo ở Hình Đài vào cuối ngày thứ Sáu, hơn 2 ngày sau khi lượng mưa và lũ lụt đạt đỉnh điểm. Vào thứ Bảy, số người chết đã tăng từ 15 người lên 37 người chỉ trong vài giờ. Số liệu được báo cáo chỉ đến từ hai nơi ở tỉnh Hà Bắc. Hà Bắc là một thành phố nông dân nằm ở đồng bằng Hà Bắc gần Bắc Kinh. Hôm thứ Bảy, trang web của Sở Nội vụ địa phương thông báo có hơn 70 người chết và gần 80 người mất tích và hơn 300.000 người phải sơ tán trong tỉnh. Tổng dân số của tỉnh Hà Bắc vượt quá 79 triệu người. Mùa hè năm nay, nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc phải hứng chịu mưa lớn và lũ lụt tấn công miền Nam Trung Quốc trong tháng này, khiến hơn 176 người thiệt mạng. Nhiều người đổ lỗi cho chính quyền địa phương vì đã không đầu tư vào hệ thống thoát nước tốt hơn và lấp đầy các hồ vốn từng hấp thụ một lượng lớn nước mưa. Trên Twitter, vốn bị chặn ở Trung Quốc đại lục, các bài đăng bằng tiếng Trung bao gồm hình ảnh và video được cho là cho thấy thiệt hại ở làng Dajian. Ngôi làng bị ngập sau khi một đoạn bờ kè chống lũ gần đó bị hỏng. Một đoạn video cho thấy nước đổ từ trên mái nhà xuống khiến đường phố thành sông và dường như cuốn trôi nhiều người. Những hình ảnh khác cho thấy nhiều thi thể nằm trên đất nông nghiệp. Tính xác thực của những hình ảnh này không thể được xác nhận. Tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Bảy, các quan chức ở Hình Đài phủ nhận thông tin cho rằng lũ lụt là do một hồ chứa địa phương xả nước mà không báo trước, nói rằng đây là trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực. Theo danh sách nạn nhân do chính quyền địa phương công bố, ít nhất 10 trong số 30 người thiệt mạng ở khu vực làng Dajian. Các cuộc gọi từ chính quyền thành phố Hình Đài đều không được trả lời vào thứ Bảy. Bên kia không trả lời ngay email của phóng viên hỏi về tình hình lũ lụt. Các cuộc gọi tới người phát ngôn của chính quyền tỉnh Hà Bắc cũng không được trả lời. Không rõ tại sao chính quyền địa phương không báo cáo lũ lụt và số người chết sớm hơn. Nhưng không có gì lạ khi quan chức Trung Quốc muốn hạ thấp tin xấu. Năm ngoái, lũ lụt nghiêm trọng đã giết chết hàng chục người ở Bắc Kinh. Nhưng các quan chức chậm công bố thông tin chi tiết. Hàng trăm ngàn năm, các biện pháp kiểm soát lũ lụt hiệu quả và dấu hiệu cho thấy một chính phủ Trung Quốc hoạt động tốt. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.